Rồi là bác sĩ Kiên đúng không? Đấy, hỗ trợ tư vấn đúng. Và các bạn lưu ý là như này này là đây là cái à, đây là cái cái công cụ mà tôi đã mua cái chat GPT 4 rồi. Nếu mà các bạn đăng ký mà chat GPT 3 này 3.5 này này thì là nó sẽ không có cái tính năng giống như của tôi đấy thì cái chat GPT 3 này chính là cái công cũ 3.5 tức là nó chỉ cho các bạn nhìn thấy các cái uh, nhìn thấy các cái uh, cái chữ thôi tức là uh, mình mình hỏi hỏi đáp bằng chữ thôi thế còn đối với lại đấy, xin lỗi đối với lại chat GPT 4 thì nó có thêm nó sẽ có thêm các cái tính năng khác đấy. thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số các cái tính năng và đồng thời nếu mà các bạn có thắc mắc gì hoặc là có một cái câu hỏi gì thì có thể hỏi thì tôi biết đến đâu tôi sẽ chia sẻ đến đấy. nhằm mục đích là gì là các bạn có thể ứng dụng được cái công cụ này tốt nhất cho các cái công việc hàng ngày của các bạn. Và hầu hết ở các bạn ở đây thì đều là đang đang muốn làm nghiên cứu đúng không? Đến với tôi là phải muốn làm nghiên cứu và và đang triển khai các dự án nghiên cứu. Đấy thì chúng ta nó có rất là nhiều công cụ để chúng ta có thể ứng dụng các công cụ đấy vào trong công việc nghiên cứu của mình thì đấy là rất là tuyệt vời và ngoài ra nữa thì các cái công việc hàng ngày đúng không Thì đôi khi chúng ta không phải là lúc nào chúng ta cũng nghiên cứu mà chúng ta sẽ có những cái lúc giải trí nữa đúng không ví dụ như các bạn thấy là hôm nay tôi một số bạn mà theo dõi tôi ấy, thì tôi có cái hình ảnh mà mà hai con mèo ấy hai con mèo nó đánh nhau ấy đấy thì anh em thấy không? thế đấy là một cái video tạo ra giải trí thôi. chúng ta là nhà khoa học không phải lúc nào cũng gọi là cứng rắn, thì chúng ta phải có những cái mà giải trí tí. ở đây ở đây trong cái lớp này có bao nhiêu bạn nhìn thấy hai con mèo đánh nhau của tôi rồi thì đánh số 1 tôi xem nào, xem có bao nhiêu bạn đã theo dõi tôi rồi. ôi, <laughs> oh, 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 nhiều bạn thế đấy. đấy, hai con mèo đánh nhau hai con mèo đấy tí nữa tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện là hai làm sao để tạo ra được hai con mèo đấy các bạn có muốn biết được làm thế nào để tạo được ra hai con mèo đấy đánh nhau không <laughs> đây này cái video mấy này mấy mấy bạn mà mấy bạn mà xem kênh youtube của tôi nhớ đăng ký nhé nhớ đăng ký đăng ký ủng hộ tôi để tôi biết được là cái kênh của tôi nó có được nhiều bạn quan tâm đúng không để đừng có xem không phải đăng ký thế thì khi mà tôi có những cái thông tin mới thì các bạn có thể có thể biết được đúng không Đây. tôi sẽ kể cho các bạn là làm sao để tạo ra được hai con mèo này Đây, hai con mèo đánh nhau này à đúng không? đúng rồi. Đấy, bạn thấy không? Hai con mèo này đánh nhau Thế thì Thế thì làm sao Làm sao để mà tạo được cái này Tôi không bật tiếng, đúng không? Đấy, làm sao để tạo được hai con mèo này Thì thực ra hai con mèo này không phải tôi tạo ra Mà hai con mèo này là hai con mèo mà Có một ai đó đã tạo ra rồi Ở trên cái hệ thống Nó gọi là cắp cắt Các bạn ở đây, một số bạn này có tên là cắp cắt nhé tôi nói cho các bạn biết Nếu một số bạn mà biết rồi ấy, Thì nó sẽ có tên là cắp cắt Thì cái cắp cắt này bây giờ nó là một cái, một cái phần mềm mà có một cái phần mềm mà nó nó chạy ở trên máy tính và nó hai nó chạy trên web. Nó rất là tốt cho cái việc thiết kế các thứ. Để chúng ta làm nghiên cứu thì đôi khi chúng ta cũng cần phải thiết kế đúng không? Và đôi khi chúng ta cần phải làm trình chiếu, làm ảnh những thứ xử lý video các thứ là chuyện bình thường. Vì đôi khi có những lúc chúng ta cần phải tạo ra các cái video để mình giải thích cho các cái vấn đề nghiên cứu của mình đúng không? Đấy, hoặc là đôi khi chúng ta có kết quả nghiên cứu thì chúng ta sẽ truyền tải các cái thông điệp nghiên cứu của mình đấy cho cho các đồng nghiệp của chúng ta và cho người dân đúng không? Đấy, thì thì cái công cụ cắt cắt này hiện nay tôi thấy là một cái công cụ thứ nhất là nó có cái tính năng miễn phí cũng rất là mạnh mẽ và nếu mà các bạn mua cái bản trả phí thì nó cũng không quá đắt Đấy, ví dụ như tôi mua thì nó mất khoảng một triệu một triệu gần một triệu rồi một năm Đấy. thì trong này nó có rất là nhiều các cái công cụ rất là hay và nó có các cái mẫu Đấy. Thế, thì, thế thì tiết lộ cho các bạn luôn là cái con mèo này này cái con mèo này này là hai con mèo này này là người ta đã quay sẵn ở trong đấy rồi, nó có cái hình hai con mèo này rồi và hai nữa là trong đấy nó có cái tính năng là sửa chữa, tức là mình có thể viết được cái chữ này này, để viết được cái chữ này này, tức là là tôi viết hai chữ này vào, đây là vợ tôi, nên tôi, thế mình có thể viết cái cái trang web của mình vào đây để cho mọi người, đôi khi mình muốn lan tỏa đúng không, để cho mọi người biết đến mình, mọi người tìm thấy mình đúng không? Thế và hai nữa là cũng trên cái nền tảng đấy thì nó có một cái 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 video trước ấy là không không có, không có không có không có không có âm thanh thế xong rồi tôi mới thấy là gì nó có cái bài hát liên quan đến cái việc mà mẹ ơi con lấy vợ rồi đấy đấy thế thì tôi mới lấy cái cái đoạn âm thanh đấy tôi ghép vào đây thế thì nó thành cái video này đấy thì đấy là đấy là liên quan đến cái video này để chia sẻ cho các bạn biết đấy như bạn nào chưa xem thì anh em thấy hay không anh em thấy hay không anh em thấy tôi kể câu chuyện này hay không thấy hay đánh chữ hai cái đây này cắt cắt đây này nó chính là cái này này cáp cắt này Đấy, ông nào chưa biết nhá cái này nó cũng cái này nhá bây giờ nhá nó thiết kế này và trong này nó có cả ai luôn ở trong này Đấy, nó có công cụ thần thánh này này là công cụ ai Đấy, chúng ta nhìn thấy trong này có rất là nhiều mẫu nhá thế thì các bạn chỉ cần lựa chọn lựa chọn thích hình ảnh cô gái này mình có thể thay ảnh các thứ vào này Đấy, cưỡi trâu cưỡi hổ này <laughs> Về sau thì tôi sẽ làm thêm các video tôi hướng dẫn về cái này Cái này rất thú vị, nghịch rất là giải trí đấy. Ok, thì đấy là liên quan đến hai con mèo để tôi gửi cái này cho các bạn đang xem livestream nhé đấy Cắp cắt đấy nhá đấy là cắt cắt nhá rồi thế còn thế còn liên quan đến cái chat gpt thì chúng ta nhìn thấy cái chat gpt đây này đấy và chúng ta thấy là nếu mà các bạn mua cái bản mà trả phí nhá đấy, thì nó sẽ trông nó như này đấy, các bạn nhìn thấy này nó có nếu mà chúng ta mua bản trả phí thì mình sẽ được là vẽ tức là cái này, này nó trả nó trả lời thì nó sẽ chính xác hơn tốt hơn và mình sẽ được vẽ 40 lệnh 40 message trong vòng 3 tiếng đấy một số các bạn nhìn thấy hình tôi vẽ cô gái vẽ gì nhỉ vẽ nhà khoa học các thứ rồi các cái cặp đôi các thứ ở trên trên cái cái, cái gì nhỉ trên cái facebook của tôi ấy, là tôi dùng cái này đấy mình đánh lệnh tí nữa tôi sẽ thực hành cho các bạn xem đấy thì được 40 được 40 message trong vòng 3 tiếng một số bạn hỏi là bao nhiêu tiền đúng không? Thì cái này nó là 20 đô một tháng. Tính ra tiền Việt nó khoảng 500.000 gì đấy. Đấy thì các bạn có thể có cái phần mua ấy, mình phải bảo mình mua, mình dùng cái tài khoản, dùng cái, dùng cái dùng cái dùng cái thẻ tín dụng mà mình mình có thể mua. Hôm trước thì có một số bạn nói là có thể dùng chung với nhau ấy thì tôi không biết cái đấy lắm đâu nhá. Thế thì anh em dùng những cái chung cái tài khoản chung ấy thì cần cần trọng bởi vì dùng chung mà đôi khi là có thể nó liên quan đến lừa đảo các thứ thì tôi cũng không biết nên anh em phải thận trọng thế còn anh em có điều kiện thì cứ trả 500 trăm nghìn một tháng dùng thoải mái có gì đâu đúng không rồi đấy thế còn nếu mà không thì chúng ta chỉ dùng nguyên cái này thôi dùng cái này thì mình chỉ có có đánh chữ được thôi và ngoài ra này là cái thằng cái thằng trả phí này này nó có cái thêm cái phần plugin này phần phần plugin cũng rất là hay thì trong đấy là nó sẽ sẽ cho phép những cái người bình thường thậm chí như là các bạn ở đây này và tôi này thì mình có thể tạo được ra một cái con chat nó mang cái hơi hướng riêng của mình giả sử như là tôi chuyên về nghiên cứu chẳng hạn thì tôi có thể tạo ra được một cái app và cái app đấy thì nó khi mà các bạn dùng cái đấy thì nó sẽ trả lời chuyên về nghiên cứu luôn đấy tức là mình có thể mình có thể huấn luyện nó để nó tạo ra một cái kiểu kiểu như vậy và khi kiểu kiểu như vậy rồi thì có phải là nếu mà ai đó dùng mình dùng cái 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 thứ đấy của mình đấy thì là trả phí và cái 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 gì nhỉ cái cái công ty này này cái công ty này, này thì họ sẽ họ sẽ chia cái lợi nhuận cho, cho chúng ta thế nhưng mà hiện nay thì hình như chưa có thế nhưng mà trong tương lai là nó sẽ hướng như vậy thế thì các bạn nhìn thấy ở đây này Đấy, tôi đã tạo ra rồi này, này nhìn này kiên gpt tức là mình có thể tạo được ra cái này luôn Đấy, các bạn nhìn này kích vào đây một cái này Đấy, thì có phải là Đấy, mình có thể tạo được ra một cái một cái app cho riêng mình đúng không? Đấy, xin chào bạn tôi là trợ lý của tiến sĩ bác sĩ vũ duy kiên biết bạn là người mới nghiên cứu tôi ở đây để giúp bạn câu hỏi của bạn là gì đúng không bài vũ duy kiên Đấy. tức là mình có thể tạo được ra cái như này thế về sau các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng cái này để mà tạo ra thành ví dụ như là tôi là bác sĩ bác sĩ chuyên về nội tiết chuyên về xương khớp chuyên về da liễu đúng không thì bạn có câu hỏi gì liên quan đến cái chủ đề này thì đặt câu hỏi dưới và mình huấn luyện nó để cho nó trả lời các cái nội dung liên quan đến cái chuyên môn của mình anh em ơi hiểu không nhở anh em ok không nhở ok đánh chữ ok cho xem nào hiểu không hiểu không hiểu không rồi thế thì để lại một một bạn hỏi là bây giờ để làm thế nào để làm ra được cái này đúng không thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này đấy, nó có cái chữ là explore này đấy thế thì mình sẽ kích vào đây một cái đấy thì trong này nó sẽ có những cái mà người khác nó tạo ra hoặc là một số các cái công ty nó nhanh nhạy nó đã tạo ra luôn ở đây rồi nó tạo luôn hết ở trên này rồi nếu mà bạn nào từng học tôi rồi đúng không thì mình đã biết là tôi đã từng giới thiệu đến mấy cái công cụ mấy cái công cụ về nghiên cứu này con sensor này đấy. cái này tôi đã dạy, dạy rồi này đúng không đấy. rồi thì nếu đây này nó có phần research and analysis này đúng không nhìn thấy con sensor không scholar ai này đúng không đấy có một số các cái công cụ mà nó hỗ trợ cho cái việc làm nghiên cứu của mình ở trong này nó có này đấy thì nó nó đã kết nối vào đây rồi và về sau này các cái công ty mà nó hỗ trợ cho cái việc tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu các thứ thì kiểu gì nó cũng sẽ đẩy cái cái app của nó lên đây thì đẩy cái app này lên đây thì nó sẽ giúp cho mình kết nối với lại cái cái công nghệ của họ kết nối với lại cái mô hình của họ để để giúp cho việc mà tìm kiếm tài liệu hoặc là một số các cái tính năng nào đó thế thì ở, ở, trên này là là những cái mà gọi là phổ biến nhất này các bạn nhìn thấy trending trending là là phổ biến này có canva các thứ này tức là dùng này nó nó kết nối luôn canva tức là mình đánh lệnh ở đây nó gửi lệnh sang canva xong từ canva đây nó nó trả ra lệnh và nó lại nó lại lấy về nó lại lấy về đây luôn cho mình nên là nó bây giờ về sau nó trở nên là những cái công cụ nó gọi là vô cùng là uh, ngoài sức tưởng tượng đúng không nó rất là đấy, chế tạo thứ này liên quan đến viết lách này ở trong này có phần viết lách này đúng không? rồi thì đấy là đấy là tôi giới thiệu về cái tính năng này nhé. thế còn ngoài ra khi mà các bạn muốn tạo đúng không một bạn hỏi là bây giờ muốn tạo cái 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 GPT cho riêng mình thì làm như nào đấy nó có cái phần là create này này nhìn thấy không nhìn thấy create đây không đấy thế thì mình kích vào đây mình kích vào đây thì có phải là nó sẽ nó sẽ cho phép mình tạo ra đúng không đấy mình sẽ đây mình đặt tên này Đấy, mình create này. Đâu nhỉ? Đây, đấy. Mình kích vào cái còn, phần Configure này, đấy xong rồi mình đặt tên, đấy ví dụ như là Kiên. Đấy. Bác sĩ Kiên nhá. Đấy. đấy. nghiên cứu uh, uh, gọi là uh, khám bệnh uh, uh, bác sĩ gia đình nhá. Đấy đây mình giới thiệu này tôi là tôi là bác sĩ kiên đúng không đấy, hỗ trợ tư vấn đúng không về bác sĩ gia đình chẳng hạn đúng không đấy thì sau đó mình xếp cái này lại xong mình lưu mình mình xe thôi đấy. thì đấy tôi tôi ví dụ để cho các bạn làm thì các bạn hiểu chuyện điều đấy đúng không đấy, mình hoàn toàn có thể có cái tính năng như vậy xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với vũ duy kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi